Truyện tranh Tràng Quỳnh tập 324. Bà Hai nhẹ dạ. Cho bà xin tí nước đi con. Nước đây, bà uống đi. Bà chóng mặt quá, cho bà nằm nghỉ trên hiên nhà một chút. Ông Quỳnh ơi, ra phụ tôi một tay. Khiêng bà vào hiên. Ông có biết bà bị sao không? Chắc là bà bị đói. Đồ thầy thuốc tham ăn, ai bị gì cũng nói là do đói, suy bụng ta ra bụng người. Để tôi lấy cơm cho bà ăn rồi sẽ rõ. Bà ăn đi ạ. Hình như là tô cháo lòng của tôi mới mua. Chính là nó đó. Sao không lấy tô của ông? Tô của tôi để tôi ăn chứ. Lấy của người khác để làm phước sẽ không được phước đâu. Tôi làm phước dầm mắm, cảm ơn tôi đi. Bà tỉnh lại rồi kìa. Đúng là bị đói mấy ngày nay rồi. Nhà bà ở đâu? Bà không có con cháu à? Bà ở ngoài Ái Tử, không có con cháu gì hết. Bà vào đây có việc gì ạ? Bà đi đòi nợ làm ơn. Đòi nợ làm ơn là sao vậy ạ? Chuyện là vậy, cách đây khoảng chục năm. Có ai mướn tôi không? Tôi cho mướn, tôi giá rẻ đây. Cậu kia, vào đây. Trông cậu như con gái, không biết làm được việc gì. Con biết nấu cơm, rửa chén, giặt áo quần, quét dọn nhà cửa, nói chung là việc nội trợ. Nhà tôi cần đàn ông, cậu là đàn ông nửa chừng, làm sao tôi thuê? Con còn biết đọc sách, ngâm thơ, bác đỡ buồn. Cậu biết chữ hả? Dạ, con là học trò, con không có tiền nên phải tìm việc vừa làm vừa học. Tội nghiệp quá ha, vậy thì cậu ở đây phụ tôi việc nhà, tôi sẽ nuôi cậu cho tới khi thành tài. Tối rồi, để mai hãy giặt, vào học bài đi. Con cần ít tiền mua giấy, mực. Đây, cậu cầm lấy, tiền dư cứ ăn hàng. 3 năm trôi qua. Gần tới ngày thi rồi, lo học đi, đừng làm gì hết. Mọi việc trong nhà để tôi làm. Bác tốt quá, con thành tài con sẽ đền ơn bác. Nói thì nhớ à. Ủa, cậu bị sao vậy? Thầy ơi, tới xem cậu Nghĩa bị làm sao ấy. Chà chà, sao mà để bệnh lâu thế này mới chịu chữa? Cậu ấy bị tùm lum bệnh, bệnh gì cũng có, nói ra bà không hiểu đâu. Nhưng thầy phải nói một bệnh nào đó để tôi có ý niệm chứ. Ừ, cứ gọi là cậu ấy bị suy dinh dưỡng, làm việc nhiều mà ăn uống thiếu thốn kéo dài. Chữa có khó không? Không khó, nhưng phải có nhiều tiền, vì thuốc chữa bệnh này đắt lắm. Bao nhiêu cả thảy? Chưa biết được, nhưng bà cứ chuẩn bị 10 đồng. 10 đồng? Tôi làm gì có tiền nhiều như vậy? Gia tài của tôi chỉ có 2 con trâu cho người ta thuê, lấy tiền ăn hàng ngày, tôi lại phải nuôi cậu ấy ăn học, nên đâu có dư nhiều. Vậy thì bó tay, tôi không giúp được gì. Được rồi, thầy cứ chữa cho cậu ấy đi, tôi sẽ có tiền. Bà định bán tôi hả? Thông cảm đi, tao cần tiền chữa bệnh cho cậu Nghĩa. Đợi tôi tạm biệt con nhỏ bạn cùng chuồng một tí. Hít, có rảnh thì ghé về thăm tôi ngang. Gớm, trâu mà cũng mùi mắng ghê. Nếu bà có bán luôn con nhỏ trâu đó thì bán chung chỗ với tôi ngang. Trù ẻo, bán một mình mày là thấy tao đã muốn chết, còn trù tao bán luôn nó hả? Bán cho ông con trâu nè. Bệnh của cậu ta tiến triển tốt, nhưng chắc phải 1 tháng nữa mới khỏe hẳn. Tin mừng cho mày,
ta bán luôn mày tới chỗ thằng bạn trai cùng chuồng với mày. Biết ngay mà, thấy ông Nghĩa chưa khỏi bệnh, tôi biết bà sẽ bán tôi mà. Còn mấy đồng, cậu cầm theo tới trường thi mà ăn cơm. Con đội ơn bác, con mà làm quan, con sẽ đền ơn bác. Nói thế nhưng cậu ta đi luôn, bà không biết cậu ta có đậu hay không. Bán hết trâu rồi bà lấy tiền đâu mà sống. Bà làm thuê đủ thứ, rồi thì vì bà yếu quá nên không ai thuê nữa, bà phải đi xin ăn. Tháng trước có người nói với bà rằng cậu Nghĩa đang làm quan ở vùng này, mừng quá bà lặn lội vào đây. Thế nhưng... Cậu Nghĩa... Ơ, bà này, dám gọi tên của ta. Cậu quên tôi rồi hả? Tôi là Hai Nhẹ Dạ nè. Tôi không biết bà. Hai Nhẹ Dạ từng nuôi quan ăn học mà quan quên rồi hả? Cho bà ta mấy đồng rồi đuổi đi đi. Tôi không cần quan cho tiền, tôi yêu cầu quan trả hai con trâu cho tôi, nhớ tính theo giá thị trường bây giờ đó. Hai con trâu gì? Hai con trâu mà tôi bán để chữa bệnh cho quan, nếu không thì giờ này quan ở âm phủ rồi. Đuổi bả đi. Đồ vô ơn bạc nghĩa, bởi tôi nhà già nên mới nuôi ông. Sao cái tôi đi xa dữ vậy? Kể bà ra đây để bà chửi cho đã. Chửi ở gần dinh, quan nghe được thì bà ăn đòn à. Bà chửi từ sáng tới giờ, vừa đói vừa mệt mà phải chửi nên bà xỉu. Bà chửi đã chưa? Chưa, nghỉ lấy sức, mai chửi tiếp. Bà nghe lời con, chửi chỉ tốn hơi chứ không được gì đâu. Bà về quê đi, con sẽ tìm cách đòi lại hai con trâu cho bà. Đòi được không đó, đừng có cho bà mừng hụt à. Nhà con có người làm quan trong triều, con sẽ nhờ giúp. Vậy thì giúp bà đi, bà về đây. Bà cầm ít tiền đi đường. Cảm ơn con. Chà, bữa nay giàu quá ta. Hả? Ông đập con heo đất của tôi phải không? Thì lấy tiền cho bà cụ. Tôi nuôi con heo nào ông cũng thiệt hết. Làm phúc cho ông mà toàn là tài sản của tôi, cơm của tôi, tiền cũng là của tôi. Cứu ta Quỳnh ơi. Ê, sao lại mấy đứa súng đánh một đứa vậy? Nó không cho tao copy, đánh cho bỏ ghét. Đứa nào muốn đánh thì đánh với tao nè. Ó, nó có vỏ. Tự dưng đau bụng quá, tao không đánh đâu. Cốc. Vỏ mít, cho nó một trận. Chạy đi Quỳnh. Tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, ai dè mỹ nhân cứu anh hùng. Tưởng mày có vỏ thiệt, vỏ hù thì có. Cái thằng ra vẻ đại ca là thằng nào vậy? Là thằng Nhân, con của quan huyện Nghĩa. Tên toàn là Nhân Nghĩa mà không ai có nghĩa Nhân gì hết. Chốc. Sao mày đánh tao? Tao vừa nghĩ ra một kế để trị cả cha lẫn con, vui quá này đánh mày một phát để thưởng tao. Mày có nhớ phụ ông Từ giữ định phục kích mình không? Nhớ, ông Từ trong đình chui theo một đường hầm lên mặt đường tốn tụi mình. Lần đó tao bị ông đánh sưng mông. Tới xem đường hầm đó còn không? Hay quá còn nè, lấy lá cây chà lại đi. Rủ thêm mấy đứa nữa phục kích đám thằng Nhân. Đây là cái bãi của tao. Cho mày tiền, mày tới lớp chép bài cho tao. Tao đi chờ với mấy đứa này. Nó sắp vào bãi rồi, chuẩn bị. Ơ, cái gì vậy? À, cứu tao. À, cột, chạy. Bỏ đại ca hả? Đưa nó tới miệng hầm.
tháo dây cho nó rớt xuống. À, rọt bịch. Chào mừng tới âm phủ, ha ha. Sao tôi lại xuống âm phủ? Cha của người là kẻ bất nghĩa, người phải xuống đây đền tội, ha ha. Cha tôi, cấm xưng tôi, phải xưng con. Dạ, cha của con làm thì cha của con đền tội, chứ sao là con? Người không nghe câu, đời cha ăn mặn, đời con cắt nước à? Cha làm thì con chịu. Đọc menu đi. Menu là cái gì? Menu là thực đơn. Đây là thực đơn các món ăn chơi dưới âm phủ. Thích món nào thì chọn. Bỏ vào chảo dầu sôi, cưa làm hai khúc đem nướng, ngủ trong lửa. Không thích món nào hết. Tha cho con đi, con sẽ nói cha con sống có nghĩa hơn. Để chứng tỏ sống có nghĩa, cha của người phải đền hai con trâu cho người đã nuôi cha người ăn học. Tính lãi theo thời gian, cha người phải đền 4 con trâu, nghe rõ chưa? Dạ rõ ạ. Hả miệng ra. Nuốt. Uống. Ta đã yểm phép vào bụng người, nếu cha người không đền trâu thì cái bụng của người sẽ phình to và bùm. Bịt mắt nó lại. Đưa nó lên trần gian. Rọt, cứu tôi với. Con của Quang đây nè, khiêng tôi về nhà giùm đi, sợ quá, đi không nổi. Ông quỷ dưới âm phủ bảo cha với đền trâu, nếu không thì cái bụng của con sẽ bùm. Tào lao, con nằm mơ, không có chuyện đó. Ơ, cái bụng của con phình ra nè. Ôi, to quá nè. Gọi thầy thuốc cho ta. Ăn trốn thứ gì chướng cái bụng lên, chớ chẳng có ma quỷ gì đâu. Uống thuốc này đi. Ợt ợt ợt. Phù, xẹp bụng rồi. Hiểu rồi, cậu nuốt một đống hạt ươi. Hạt ươi gặp nước thì nở to ra. Tìm bắt ai bày trò dọa con ta. Hu hu, vừa sợ vừa mắc cỡ. Ông Quang này thông minh, không dễ bị gạt. Tao thua ổng rồi, tìm cách khác thôi. Phải có lý do gì đó nên người ta mới dựng trò hù con mình để đòi trâu. Phải tìm hiểu. Dẫn mẹ tới chỗ con rớt xuống âm phủ. Chỗ này nè, con về đi. Xuống. Là hầm bên dưới đình, chứ có phải âm phủ đâu. Để lại mấy chữ. Quỳnh, hôm qua tao chui xuống hầm chơi, thấy có chữ ai viết dưới đất, tới coi. Ông ma, ông quỷ nào đó cho tôi gặp. Tôi muốn tìm hiểu sự việc. Nếu có gì khúc mắc, tôi sẽ giải quyết. Vợ Quan Huyền. Vợ Quan Huyền muốn gặp tao. Không sợ bả gài bẫy bắt à? Nếu muốn bắt, bẫy đã không nhận là vợ Quan Huyền. Vì nghe tới vợ Quan Huyền thì không ai dám gặp. Ta sẽ gặp bả. Chào bà, con là ông ma, ông quỷ đây ạ. Ta biết là có điều gì bí ẩn nên mới có cái vụ giả ma dọa con ta. Nói cho ta biết đi. Dạ, chuyện là vậy ạ. Dẫn ta tới gặp bà hai nhẹ dạ, ta sẽ đón xe đi. Bà ơi, đây là vợ của Quan Huyện Nghĩa, bà ấy muốn gặp bà. Chồng của bà là loại người. Xin bà khoan chửi, bà hãy nghe vợ Quan nói. Tôi có nghe thằng Quỳnh nói về việc bà giúp chồng tôi thời gian trước, tôi rất cảm ơn bà. Tuy nhiên tôi cần xác minh lại có đúng bà là người đã giúp chồng tôi không. Bà đi hỏi hàng xóm đi. Khỏi hỏi mất công. Sao vậy? Bà thấy lính Đài làng kia không? Bảo đảm là chồng của bà quen với Quan ở đây. Nhờ Quan ở đây sai lính đi bảo dân chúng nói không biết việc chồng bà sống ở đây lúc trước. Ổng ra tay nhanh thiệt. Vậy bà có biết điều gì bí ẩn của chồng tôi? Có một bí ẩn, tôi không biết là ổng là người bất nghĩa. Thôi mà bà,
bà Hoàng có ý muốn giúp bà nói cho bà Hoàng biết đi. Có gì bé ẩn đâu mà nói, ngày nào ổng cũng ăn rồi học, rồi đi tắm, rồi đi ngủ, đâu có gì bí ẩn. Bà có biết Hoàng có đặc điểm gì trên người không? Hoàng đâu phải con tao mà tao biết những đặc điểm đó, con chọc bà dặn rồi đó. À mà có lần Hoàng trúng gió, tôi cạo gió cho Hoàng, thấy có một cái sẹo dài cả gang tay trên lưng. Hoàng nói hồi nhỏ Hoàng phá trầu, bị trầu húc trúng lưng nên có sẹo. Đúng rồi, bà đúng là người nuôi chồng tôi ăn học rồi. Tôi thành thật xin lỗi vì sự bất nghĩa của chồng tôi. Xin bà nhận số tiền này, gọi là tôi đền ơn bà đã nuôi chồng tôi ăn học. Con giỏi quá, con làm sao mà quan đền cho bà vậy? Vụ này là hên chứ không phải giỏi. Con bày kế hù thằng con của quan nhưng thất bại. Tuy thất bại nhưng là tiếng chuông đánh động khiến bà quan tò mò, tìm hiểu sự việc. May mà bà Quang là người nhân hậu, nếu không thì con cũng thua. Ông Quang đó không khờ như những ông Quang khác. Có tin này hay lắm nè, bà Quang huyện dẫn con đi mất rồi. Sao vậy? Ai mà biết, Quang đâu có nói cho tôi biết. Con biết nè, bà Quang là người nhân hậu, bà không chấp nhận người chồng bất nghĩa như Quang. Quang tên là Nghĩa mà lại bắt Nghĩa à? Chào cha cố tới ăn bún phải không ạ? À? Không phải, cha muốn gặp cô Quỳnh. Ông Quỳnh ơi, cha cố gọi ông tới nhà thờ ăn tiệc kìa. Cha đâu có nói vậy. Không nói vậy thì ông không chịu dạy đâu ạ. À. Không có tiệc tùng gì đâu, vào đây. Tiệc hụt, tiệc ngóng, ha ha. Cái đồng hồ trong nhà thờ bị ăn trộm lấy mất rồi. Ở bên tay thiếu gì đồng hồ, cha muốn gửi cái khác là được thôi. Không phải, đây là cái đồng hồ do một giáo sĩ Tây Ban Nha gửi cho ta giữ giùm. Khi nào ông ta đi Nhật thì sẽ lấy. Cái đồng hồ mất là uy tín của ta cũng mất. Cái đồng hồ to đùng, dễ thôi. Cha đừng lo, để con tìm cho. Ừ, tìm giùm cha đi, tìm được cha cho kẹo. Chú Lưu ơi, chú Lưu à, chú Lưu à, chú Lưu ơi. Tên của tao đẹp lắm hay sao mà réo liền hồi vậy? Chuyện là vậy, chỉ có một nơi bán được cái đồng hồ đó là Hội An. Chú ngầm cho người mai phục ở ngõ Hội An. Thấy xe nào chở cái gói thật to thì chặn lại, nhớ giữ bí mật đó. Cha cố cho kẹo tay, nhớ chia cho tao với ngang. Mấy ngày rồi mà không thấy gì khả nghi. Ông trộm này cũng ghê à. Ông biết chuyển cái đồng hồ đi ngay bây giờ sẽ nguy hiểm. Ông đợi thời gian cho vụ trộm lắng xuống rồi mới đưa đi. Có cách khác, he he, Quỳnh luôn có cách. Loa loa, nhân dịp Tết Trung Thu, làng tổ chức cuộc thi vẽ cho tất cả trẻ em trong làng. Làng khác thì cũng được, thí sinh nào vẽ đẹp nhất sẽ được thưởng 10 đồng, đứa nào vẽ ẹ nhất cũng được 1 đồng. Đi thi đi con, ráng lấy 10 đồng về cho mẹ mua con heo. Con vẽ ẹ thấy mồ mà mẹ bảo con thi. Biết đâu tụi nó còn ẹ hơn con sẽ đoạt giải. Qua, đồng quá, giải nhất giải bác gì cũng có thưởng nên đứa nào cũng thi. Mời người lớn ra ngoài. Cho tôi thi với, tôi bị bệnh già trước tuổi chứ thiệt ra tôi còn trẻ em lắm. Nói cho mà biết, muốn đoạt giải bét cũng không dễ đâu. Đề thi viết trên bảng đây, cấm đứa nào đọc to đó. Sao vậy? Tụi nó đọc to, bên ngoài biết vẽ cái gì thì có người xin nghi. Vẽ cái đồng hồ tay. Ê mày, cái đồng hồ tay ra sao vậy? Giống cái mặt mày. Tao biết, đồng hồ tay giống cái bánh ú. Bậy, giống hộp vịt lộn, ngon hơn. Cho tao copy với. Nè, copy đi. Trời đánh mày, khỉ. Không cho đứa nào copy. Copy là hàng.
tìm ra thủ phạm rồi, ha ha. Hết giờ, nốt bài. Tao được 1 đồng, tao vẽ ẻ hơn mày, 1 đồng là của tao. Chỉ có đứa đoạt giải xém nhất, không có đứa nào đoạt giải bét. Không chịu, phải có đứa vẽ ẻ nhất chứ. Bài nào cũng dưới bét, cho nên không có hạng bét. Ngồi yên tại chỗ, chưa được về. Cu lì đoạt giải xém nhất, lên đây. Giá mà mày vẽ đúng một tí thì đoạt giải nhất rồi. Tao vẽ sai chỗ nào? Đồng hồ tay có tới 5 cây kim lận, mày vẽ chỉ có 2 cây kim, chưa đúng. Thứ hai, đồng hồ tay có 15 con số, mày vẽ chỉ có 12 số. Tào lao, đồng hồ tay có 12 số và 2 cây kim thôi. Mày làm sao chứng minh được mày vẽ đúng thì sẽ được thưởng 12 đồng. Theo tao, tao không ngờ mày dốt như vậy. À, cái đồng hồ ở đây. Nè, thấy chưa, tao đâu có vẽ sai. Ừ, mày vẽ đúng. Chạy đi gọi cha mày về nhận tiền thưởng. Tiền nhiều, không đưa cho con nít. Cha ơi, con trúng thưởng rồi, cha về nhận tiền đi. Hả? Mày hại cha rồi, con ơi, sao lại dẫn họ về xem cái đồng hồ? Tại thằng Quỳnh nói con vẽ không đúng, con phải chứng minh cho nó thấy. Theo ta ra làng. Ông Lý ơi, tôi tìm được cái đồng hồ rồi, ông Lý tha cho máy đi, một phần cũng là lỗi ở tôi. Sao lại lỗi ở cha? Tài sản của mình mà để hớ hên cho người khác thấy, làm họ động lòng tham. Lỗi của mình là làm cho họ động lòng tham. Cha cố đã xin thì tôi không bắt tội hắn. Nè, đừng có thấy cha cố nói vậy rồi cứ tới nhà thờ trộm mãi nha. Hi hi, con biết chưa có đứa nào thấy cái đồng hồ tay nên bày trò thi vẽ. Đứa nào vẽ đúng là nhà nó có cái đồng hồ tay. Nhắc nhớ cha cố cho kẹo ngang, tao khói kẹo tay lắm.